câu cái phần nào này. Nếu mà các bạn muốn cái màu của nó đậm hơn thì chúng mình có thể sử dụng cái phần bút sáp lông màu đậm hơn nhé. Ok, hộp bút sáp lông màu của mình thì nó có hai màu sáng thôi. Màu này là màu xám nhạt, còn màu xám kia là màu xám đậm hơn một chút. Thì nếu mà các bạn muốn nó đậm hơn thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái màu đó, hoặc là các bạn có thể sử dụng màu nước để mình tô ạ. Rất là nhiều cách để mình có thể tạo thêm màu cho chiếc đĩa này. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình màu đen hoặc là màu gì đó thì tùy các bạn nhé. Còn cái màu sắc của con vật thì các bạn sẽ tùy theo cái sở thích của mình, cũng như là cái cách mà mình làm. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đúng với cái tông màu của con voi.